Chào các bạn, trong video thứ 13 này mình xin giới thiệu đến các bạn trận chung kết cờ nhanh toàn quốc năm 2019 giữa hai danh thủ của Việt Nam là Lại Lý Huynh, Đại Chiến, Đào Cao Khoa. Trong trận chung kết này thì Lại Lý Huynh cầm đỏ đi tin nhưng vấp phải sự kháng cự kiên cường của Đào Cao Khoa. Liệu xem ai sẽ là người lên ngôi chức vô địch cờ nhanh toàn quốc năm 2019? Diễn biến ván đấu diễn ra như sau, mời các bạn theo dõi.
Đến đây thì hai bên bắt tay chịu hòa và tiến đến trận cờ chớp sinh tử quyết chiến tới cùng. Và sau đây là trận cờ chớp phân tranh cao thấp trong giải vô địch cờ tướng toàn quốc 2019. Và cuối cùng, ai sẽ lên ngôi vô địch trong giải năm nay? Mời các bạn theo dõi diễn biến ván đấu nhanh xong. Đến đây, Lại Lý Huynh nhận thua. Thật đáng tiếc cho danh thủ Lại Lý Huynh đã chơi không tốt trong trận quyết chiến này và bị danh thủ Đào Cao Khoa hạ sát trong ván cờ chớp. Xin chúc mừng Đào Cao Khoa chiến thắng trong trận này và lên ngôi vô địch cờ tướng toàn quốc năm 2019. Video đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay, hãy nhấn like, share và đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất về cờ tướng đại chiến. Và đừng quên để lại bình luận góp ý bên dưới video. Các bạn cũng có thể truy cập website cờ tướng đại chiến.com để theo dõi cũng như ủng hộ kênh ngày càng phát triển.